đạt vừa xong các bạn, nói về xong rồi đó. Thấy củ sâm không? Củ sâm của mình là rất là nhiều luôn nha. Sâm đắc, mình ở mình gọi là cái củ sâm đắc đó các bạn. Nhân sâm á, sâm đắc các bạn ha. Đó, thấy sâm đắc không? Rất là đẹp luôn đó, rất là nhiều luôn đó. Bây giờ mà về mình pha khô nè, dầm rượu nè đó, và dầm thuốc nè đó, rất là tốt luôn. Chào mọi người nha. Hôm nay Vĩnh An Vlog sẽ quay lại một cái cây đi hái cây dại các bạn ạ. Mà cái rau đây cũng là rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Cái rau mà cũng gọi là trong cái nhóm thằng dược đó các bạn, mà người ta ít để ý về nó lắm. Người ta bỏ hoang không à. Bây giờ cái vườn rộng như thế này nè các bạn ha. Đó, họ bỏ hoang luôn rồi nè. Mà giờ nó mọc những cái cây đấy rất là nhiều. Và cái cây đấy bây giờ mình trồng ở nhà, Vĩnh An cũng có trồng nhưng mà nó không có củ nha các bạn. À, bữa nay mình đi đào cái củ luôn, gọi là cái sâm đắc nha các bạn ha. Là bây giờ mình sẽ đi hái cây đó và trồng và bứt cái củ sâm đắc đó về phơi khô và làm thuốc để uống nha các bạn ha, và làm nước giải khát cũng được và thuốc cũng được. Và các bạn hãy theo chân Vĩnh An hết clip hôm nay thì các bạn sẽ biết cái cây rau sâm đó nó tốt như thế nào mà người ta gọi là cây sâm đắc nha các bạn ha. Let's go now. Cây sâm đắc được dân gian ví von như là một món quà của tạo hóa dành cho con người. Chúng không chỉ đơn giản là một loại thực phẩm dùng trong xào nấu các món ăn, mà chúng còn là một vị thuốc trong đông y có thể được dùng để phòng và chữa trị bệnh tật. Trước đây các bạn ạ, rất là khó tìm cây sâm đắc bởi chúng thường mọc trên cái núi cao hiểm trở này. Tuy nhiên thì bây giờ chúng đã được đem về nhân giống trong các cái trại giống đông y, thì nhờ đó mà giá trị thương mại của cây cũng được là đề lên rất là cao. Cây sâm đắc được còn gọi trong dân gian đặt tên là cây thảo cô ly nha các bạn ha, hoặc là thổ cô ly. Chúng là thuộc cái họ thân thảo, cao là khoảng 0.6 m. Chúng bắt nguồn từ vùng đất ở miền Trung nước Mỹ. Tại Việt Nam chúng xuất hiện khá nhiều trong các tỉnh ở miền núi phía Bắc. Loài cây này là có thân là phân thành nhiều nhánh nhỏ là luồn dưới đất để hút dinh dưỡng. Lá của cây ấy là mọc không đối xứng với nhau và có hình thuôn dài hướng về cái phần thân của cuốn. Cuốn lá thì rất là ngắn nên nhiều người ấy thì hay lầm tưởng chúng không hề có cái cuốn. Sâm đắc là có rất là nhiều loại như là thổ nhân sâm này, hay là sâm mồng tơi, hay là sâm nam, vân vân, rất là nhiều nha các bạn ha. Còn ở video này, Vĩnh An là đi hái cây sâm mồng tơi nha các bạn ha.
coi. Đây các bạn ơi, trời ơi, cái bụi rau xăm nó to nè, xăm đất nè. Cái bụi đây phi bằng cái củ nó lớn nha, cái rễ nó rất là tốt đó nha các bạn. Nó được cái rễ nó là mình lấy cái củ đó là củ xăm đó các bạn. Rồi thì mình sẽ bình an nhổ lên cho các bạn coi nha. Trời ơi, thất vọng. Nó có một cái rễ dài thôi. Đây, nó có một cái rễ vậy thôi. Cái to thế này mà nó có một cái rễ nhỏ thôi các bạn ơi. Nè, bên em là cái này. Thì cây sâm bồng tơi còn được gọi là cây rau sâm đất. Trong dân gian ấy, loại cây này chính là cây sâm đất nha các bạn ha. Chúng được trồng ở gia đình và dùng làm thuốc chữa bệnh và là thực phẩm rau nấu canh hoặc là xào nấu ăn hàng ngày nha các bạn ha. Theo nghiên cứu thì thảo dược này là chuyên trị các bệnh về phổi này. Trong loại cây này là có chứa các chất betaine, một trong những cái chất nhầy hỗ trợ cho đường tiêu hóa nó rất là khá tốt. Chúng là có cái khả năng là tăng cường hấp thụ dinh dưỡng cũng như là hạn chế béo phì, tạo điều kiện cho cơ thể sản sinh ra các kháng thể chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn. Y học hiện đại là cũng đã chứng minh qua nhiều cái nghiên cứu về khả năng chữa trị của cây sâm đất. Cụ thể người ta phân tích được một hàm lượng lớn kali trong cái loại thảo dược này thì có thể kích hoạt được các animo oxidase để giúp là lợi tiểu này các bạn ha. Đồng thời thì chúng cũng ngăn sản sinh ra succinic dehydrogenase và tăng cường bupivacaine. Ngoài ra có một số thực phẩm nghiệm lâm sàng chỉ rõ ra khả năng chữa chứng thận hư rất là hiệu quả của cây. Và về những cái bệnh thì thường là cái cây này được dùng để điều trị tiểu đường các bạn ạ. Sử dụng cái rễ cây sâm đất ở dạng khô, sau đó thêm 1 lít nước ninh trên lửa cho đến cạn khoảng còn 500ml thì tắt bếp để nguội và uống. Thời gian điều trị là nên trong khoảng từ 1 đến 2 tháng liên tục sử dụng nha. Còn cái hỗ trợ về tiêu hóa, với những người bị bụng yếu này nên sử dụng cái nước sắc uống từ táo và cây sâm đất này, duy trì uống liên tục trong nhiều tuần liên tiếp để cải thiện cái hệ tiêu hóa. Còn chữa về bệnh tiểu lấy thì đi tiểu lấy vốn thì được người ta chữa trị gì các bạn biết không ạ? Là cái rau bắp đó các bạn. Tuy nhiên thì cũng có thể sử dụng cái cây rễ sâm này cùng với cây sâm đất thì mình cũng có thể chữa được các bệnh về tiểu lấy nha các bạn. Thì nên kết hợp với rễ của cây kim anh. Còn chữa về cái bệnh táo bón ấy là mình chuẩn bị cái rễ sâm khô nè, xắt chung kèm với đinh lăng và thêm một ít vừng đen. Có thể đem hầm chung với gà để ăn tẩm bổ nha các bạn. Hoặc là xắt nước uống liên tục trong 3 ngày là có thể khỏi. Còn nó chữa một cái bệnh nữa mà trẻ em hay bị mắc phải là chữa cái đổ mồ hôi trộm á các bạn ha. Dùng bao tử lợn này, sơ chế sạch sẽ rồi bỏ chung hầm với rễ của cây cao ly này, là sau đó ăn chung với cơm và ăn kiên trì và dùng nhiều ngày liên tục là sẽ ngăn được cái bệnh mồ hôi trộm nha các bạn. Và một trong những cái cách chế biến cây sâm đất tốt cho sức khỏe chính là sâm đất ngâm rượu nha các bạn ha. Thì rượu sâm đất thì là một cái thức uống rất là được phái mạnh yêu thích. Vì vậy cây sâm đất ngâm rượu là có tác dụng gì? Thì thông thường người ta sử dụng củ sâm đất để ngâm rượu, sau khi ngâm ấy thì những tác dụng mà Vĩnh An nói ở trên thì nó không bị mất đi. Nhưng là cái tác dụng của sâm đất rất là đáng kể, như là vẫn còn nguyên. Nhưng còn cái hơn nữa thì sau khi ngâm rượu, củ sâm đất có tác dụng rất tốt đối với việc cải thiện sinh lý và tăng cường sinh lực cho các khối mạnh. Còn tuy nhiên, một số lưu ý khi sử dụng sâm đất thì phụ nữ mang thai là không nên dùng sâm đất như các bạn ha. Và tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng để tránh gây ngộ độc khi sử dụng quá liều hay là sử dụng sai cách. Trong cái video này thì Vĩnh An cũng đã thông tin cho những cái câu hỏi về cây sâm đất có tác dụng gì, cũng như những lưu ý khi sử dụng cái loại dược liệu này.
nắm bắt những cái thông tin này sẽ giúp bạn sử dụng đúng cái cao sâm đất để đạt được những cái hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất nhé. Và các cái bài thuốc và liều lượng dùng như thế nào Bình An cũng để lại ở dưới phần mô tả của video. Các bạn xem tham khảo và thấy hữu ích thì các bạn hãy có những ý kiến khác thì hãy để lại những phần comment ở phần bình luận bên dưới để Bình An được biết và các bạn được tham khảo nhé. Và hãy theo dõi Bình An đang đào và moi những cái cụ sâm đất để về ngâm rượu và phơi khô nha các bạn ha. Đi đào cái cây sâm đất trồng mà để lâu năm rồi đó các bạn, thì cũng đào cũng số lượng cũng nhiều rồi, cũng nhiều là tình em về dầm rượu này, ngâm uống này, hoặc là làm thuốc này. Các bạn thấy củ sâm không? Đã, rất là đẹp luôn nha, củ ở đây để về mình em rửa sạch lại cho các bạn coi luôn ha. An xin kết thúc video tại đây. Nói chung thì nó cũng dài rồi các bạn. Các bạn xem thấy cái video và công dụng của cái củ sâm và cây cao sâm đất hữu ích, các bạn hãy để lại cái video một cái comment và một like. Nhớ đăng ký và nhấn vào cái chuông để theo dõi và đồng hành theo Bình An những cái video về cái thuốc hoang dại tiếp theo nha các bạn ha. Cái đây là người ta bỏ hoang này. Bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn hãy đồng hành cùng Bình An những video tiếp theo nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.